chậm. Thì có nên chăng cái dạng nó là như vậy rồi. Thì lúc mà em báo nó có sàn lại nó hết, thì lúc đó nó còn xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hưng Long và bây giờ mình đang ở trường Music Academy MTU, thì hiệu trưởng của trường MTU đang góp ý với các bạn về những phần biểu diễn. Hiện tại chúng ta đã lên được khoảng một nửa sau rồi, là một nửa số bạn đã được lên sân khấu biểu diễn. Nhưng mà các bạn biểu diễn của mình thì mình biểu diễn trống, và ở đây có một bộ trống điện Roland rất là hiện đại và cái âm thanh cũng rất là tuyệt. Nhưng mà mình thì mình lại đánh trống da trên sân khấu. Thì chị cũng vẫn cho mình rất là nhiều cái lời góp ý khác nhau về kỹ thuật và tần số và vân vân, để cái lời mình được hiệu quả nhất. Và anh còn hứa nữa là nếu mà trên sân khấu âm thanh vẫn chưa đủ tốt thì anh sẽ huy động một cái dàn âm thanh rất là xịn ở đây lên và hỗ trợ mình, và mình cảm thấy rất là yên tâm về cái về mặt kỹ thuật cũng như là cái mặt là chuẩn bị của tổ chức. Anh ấy đang góp ý những bạn khác. Okay, phải đi xem sao đây. Rất là bạn vừa mở